Thì đợt vừa rồi Đức có đi Trung Quốc, không biết là ở đây có bạn nào đã sang Trung Quốc chưa? Đã đi cái tour thăm Trung Quốc chưa? Tour nào đội Trung Quốc nó cũng có cái bài bán hàng kinh điển luôn. Nếu anh em làm bán hàng ấy thì nhất định là phải đi thử cái tour Trung Quốc đấy để xem cái cách người Trung người ta bán hàng đỉnh dã man luôn các bạn. Đấy, đầu tiên là vào là hôm đấy là đi sang Đức sang Quảng Châu. Sau đấy thì được giới thiệu là đến một cái chỗ này là người ta bán thuốc lâu năm, cái thuốc gia truyền rất là tốt thì dẫn đến. Xong là đầu tiên vào thì người ta cho mình đang đang cái thời tiết rất là nóng nhá, thì được vào một cái phòng điều hòa rất là mát, thì là cảm giác nó rất là thích rồi đấy. Xong người ta lại làm cho cái phòng điều hòa đấy nó thật là lạnh đi, để xuống cái nhiệt độ rất là thấp đi, người mình rất là lạnh đi. Sau đó thì người ta sẽ bê cái nước nóng vào để ngâm chân, thì đang lạnh mà lại được nhúng vào nóng là lại cảm giác lại rất là phê, đúng không các bạn? Các bạn cứ tưởng tượng là mình đang đi đường trời lạnh ấy, xong về mình được chui vào trong chăn ấm mình sướng đúng không, hoặc là mình ngâm chân vào nước ấm mình rất là thích đúng không. Thì ấy, những cái quy trình để khách hàng trải nghiệm nâng cảm xúc lên ở đội Trung Quốc làm rất là tốt đấy. Sau đấy thì nó sẽ biểu diễn cho mình là có một cái thuốc gọi là bảo phủ linh, cái loại đấy là chuyên bôi ngoài da, thì đúng là cái loại đấy là loại thương hiệu rồi, gần như ai đi Trung Quốc thì cũng mua loại đấy, và loại rất là tốt, bỏng và bôi lên cái cảm giác nó dịu luôn. Thì ông ấy biểu diễn như này, tức là ông ấy có một cái bếp lửa, mang hẳn cái bếp lửa nóng lên nhá, sau đấy thì bỏ cái dây xích sắt vào để đốt nóng, đốt đỏ cái dây xích lên đây đấy. Xong đấy thì ông ấy đây này, và nhìn dây xích nóng này nhá, tôi sẽ chứng minh cho bạn đấy là thuốc có tốt như này này đấy. Sau đấy là ông lấy hai tay ông nắm vào cái dây xích nóng này đấy, cho nó bỏng hết tay này đấy. Xong rồi ông đưa tay, có một cái bước rất quan trọng nhá, là khách hàng thích được cảm nhận đúng không, là ông ấy đưa tay đến cho mà ngửi, chứ ông không chỉ biểu diễn cho mình xem bằng mắt đâu, ông ấy đưa tay đến cho mà ngửi đấy, là ngửi thấy hẳn cái mùi khét ở trên da luôn đấy. Nó khét như thế là chứng tỏ là ông ấy bị thật này đấy. Sau đấy là ông ấy lấy thuốc ở ông bôi vào đây, sao cảm giác bình thường này, không có gì này đấy. Các bạn thấy là bán hàng như thế thì mình thấy một cái sản phẩm như thế thì có mua không các bạn? Mua mạnh như đúng không, nó nói là sản phẩm thương hiệu nữa, người ta lại chứng minh cho mình thấy là cái tác dụng tức thì nữa. Rồi tại sao khách hàng họ lại từ chối mình các bạn? Tại sao sản phẩm của mình tốt, giá tốt, mình cũng tư vấn rất nhiệt tình, rất thật hay, tại sao khách hàng từ chối? Thì nó sẽ có hai cái lý do sau đây. Đấy là họ sợ những cái sai lầm, bởi vì là họ đã từng sai lầm trong quá khứ. Chúng ta cũng từng đi mua hàng đúng không các bạn? Chúng ta cũng có những lần mua hớ đúng không các bạn? Cũng có những lần chúng ta quyết định vội vàng, chúng ta mua xong rồi chúng ta không dùng đúng không? Hoặc vì chúng ta vội vàng cho nên là chúng ta mua giá nó bị cao đúng không? Bị đắt đúng không? Đấy thì khách hàng họ cũng có những cái nỗi sợ tương tự như chúng ta thôi. Họ sẽ sợ những cái sai lầm đấy, cho nên là họ sẽ phải đưa ra cái lời từ chối. Cái thứ hai đấy là họ sợ mất tự do, tức là để họ lựa chọn cái sản phẩm của bạn cũng đồng nghĩa với việc là họ không được chọn những sản phẩm khác nữa, hoặc là họ giảm cái sự lựa chọn đối với những cái sản phẩm khác, nên là họ sợ mất tự do. Mất tự do về việc là không hủy được về tài chính, không linh hoạt được trong việc lựa chọn các phương án, hoặc là phải tuân thủ các cái yêu cầu khi mà đã ký vào cái bản hợp đồng đấy, cho nên là họ sẽ từ chối. Nên đấy, lúc nào cũng sẽ có sự từ chối nha các bạn. Bất kể các bạn có bán cái sản phẩm rẻ mấy, tốt mấy, lúc nào cũng sẽ có sự từ chối hết, bởi vì nó luôn có những cái nỗi sợ này trong lòng khách hàng. Bán hàng đường thẳng tức là từ điểm bắt đầu, đây, từ điểm đây là điểm bắt đầu, cho đến điểm đây là điểm kết thúc, gọi là điểm đầu là điểm A, điểm cuối là điểm B. Thế để đi từ A đến B mà nhanh nhất thì là chỉ có đi theo đường thẳng thôi, đúng các bạn? Nó cũng giống như là từ khi mà gặp nhau cho đến khi mua hàng thì là chúng ta phải tập trung vào cái việc là tư vấn để khách hàng chốt sale. Còn thi thoảng các bạn sẽ gặp những cái câu chuyện như thế này này, ví dụ bạn bán bảo hiểm chẳng hạn, xong là một khách hàng đến, bạn tư vấn cho khách hàng đó, thì khách hàng đó mới kêu là chị đang gặp vấn đề về tài chính, cho nên là chị chưa mua được bảo hiểm bên em đấy. Xong người ta giải thích một hồi cái lý do là chị gặp vấn đề về tài chính như nào đấy, công việc nó không thuận lợi, rồi là đang có nhiều khoản phải chi. Xong rồi nói chuyện một lúc người ta sẽ bảo là với cả mấy đứa con nhà chị bây giờ nó đang khó dạy quá, nó đang cái tuổi ăn tuổi lớn, đang cái tuổi dậy thì đang khó bảo lắm, thế theo em thì phải làm sao đấy. Xong rồi mình lại ngồi mình tư vấn cho khách hàng là theo em là phải nên như này như kia, rồi mình lại chia sẻ đồng cảm với cái câu chuyện là con của khách hàng không nghe lời. Sau khi hết cái chủ đề con hư không nghe lời thì khách hàng họ sẽ chuyển sang là ông xã của chị thế này thế kia, rồi chuyển sang những cái chuyện ví dụ là chị đang định xây một cái kênh để kiếm tiền nhưng mà bây giờ không biết xây kiểu gì em ạ. Thì mình lại ngồi mình tư vấn, thế là khách hàng họ cứ dẫn mình ra xa. Thì như thế gọi là mình sẽ không đi trên cái đường thẳng nữa các bạn, mà khách hàng họ đã kéo mình đi lệch rồi, đi ra khỏi cái đường thẳng đấy rồi. Đấy nên là khi mà khách hàng có dấu hiệu là đi lệch cái đường thẳng đấy, không tập trung tới cái việc mua hàng nữa, thì chúng ta buộc là phải kéo họ trở lại, tập trung họ trở lại. Thì đây nó gọi là kỹ thuật bán hàng đường thẳng. Đấy cho nên là bất kể khi mà chúng ta tư vấn điều gì, nếu như là những cái câu chuyện của khách hàng, những cái lý do của khách hàng ấy, dẫn chúng ta ra xa cái mục tiêu khách hàng mua hàng ấy, thì chúng ta phải kéo họ quay trở lại. Thì cái kỹ thuật bán hàng đường thẳng, cái xử lý từ chối này nó chỉ đơn giản như thế thôi. Và nhiều bạn sale mới vào nghề ấy, là hay được dạy phải lắng nghe khách hàng ấy, cứ để cho khách hàng nói chuyện một hồi xong lắng nghe xong đồng cảm mới nói một hồi xong rồi khách hàng đi mất ấy. Là đấy là bởi vì là các bạn không biết cái kỹ thuật bán hàng đường thẳng này, không biết tập trung để hướng khách hàng đến cái mục tiêu mua hàng.
Các bạn nhớ nha, khách hàng họ sẽ mua hàng nếu như họ hiểu được lợi ích của sản phẩm nha. Còn nếu như trong quá trình tư vấn mà chúng ta không nói được về lợi ích của sản phẩm ấy, mà chúng ta cứ bị cuốn vào câu chuyện khách hàng ấy, khách hàng họ không hiểu được lợi ích của sản phẩm thì họ sẽ không mua đâu. Cho nên là cẩn thận với những cái câu chuyện mà khách hàng họ dẫn mình đi xa. Nên nhiều bạn sale mới vào nghề ấy, khi gặp những khách hàng ấy, sẽ được khách hàng nói chuyện một hồi xong khách hàng sẽ dạy cho nhá, là em mà đi tiếp khách là phải như này này, em là phải đối nhân xử thế như này này, em là phải tìm khách hàng như này này. Ôi xong là bạn sale cứ ngồi, ô chị nói hay quá, cảm ơn chị đã chia sẻ cho em. Nói xong một hồi là người ta có mua không các bạn? Bao nhiêu lần rồi các bạn lắng nghe khách hàng kiểu là cứ để cho họ chia sẻ câu chuyện về cá nhân, chia sẻ về chồng, về con, chia sẻ cái góc nhìn mà sau đấy họ đi mất. Là bởi vì họ không còn nằm trên đường thẳng nữa các bạn, họ đã đi xa cái mục tiêu mua hàng. Cho nên là tất cả mọi cái phản hồi của khách hàng ấy, thì chúng ta đều phải kéo họ trở về cái mục tiêu mua hàng. Các bạn nhớ này, mình phải xử lý những cái lời từ chối ngầm này trước cả khi họ nói ra. Bởi vì một khi mà họ đã nói ra những cái lời từ chối ngầm này rồi ấy, thì có nghĩa rằng nó đã biến thành định kiến rồi. Lúc đấy việc chúng ta xử lý nó sẽ khó hơn rất nhiều lần. Nên chúng ta phải xử lý những cái lời từ chối ngầm này trước. Rồi thế khách hàng sẽ có những cái lời từ chối ngầm nào? Theo các bạn thì khách hàng sẽ có những cái lời từ chối ngầm nào? Thì nó sẽ có 5 cái loại từ chối ngầm phổ biến nha. Có thể nó sẽ có nhiều hơn tùy từng ngành nghề, nhưng nó sẽ có 5 loại lời từ chối ngầm phổ biến sau đây mà chúng ta phải xử lý được trước khi mà họ tuôn ra thì mới bán được hàng. Rồi cái lời từ chối đầu tiên ấy, đấy là sản phẩm của bạn có tốt như bạn nói hay không. Đấy, chúng ta cứ nói rất là nhiều đúng không, cứ miêu tả lợi ích đúng không, thì khách hàng họ sẽ hỏi, sẽ nghĩ trong đầu ấy là nó có thực sự tốt như bạn nói hay không. Rồi cái lời từ chối ngầm thứ hai ở đấy là sản phẩm tốt nhưng mà chắc gì nó đã phù hợp với tôi, tốt thật nhưng mà không hợp. Ví dụ bây giờ Đức chia sẻ một cái khóa học, ví dụ như là business model chẳng hạn, là thiết lập một cái mô hình kinh doanh để có góc nhìn tổng quan về một cái mô hình kinh doanh để các bạn có thể kinh doanh tốt hơn, có thể tăng cái hiệu suất trong bán hàng, có thể gia tăng doanh thu, có thể tối đa hóa chi phí lợi nhuận, có thể sử dụng nhân sự tốt hơn, ví dụ thế chẳng hạn. Đấy thì có thể là các bạn thấy khóa đấy tốt thật, nhưng mà các bạn nghĩ là người như mình thì chắc là không hợp đâu, chắc là phải hợp với những cái chủ doanh nghiệp khác, rồi hợp với những cái người tài giỏi khác, không hợp với mình. Thế cái ý thứ hai là tốt nhưng không phù hợp với tôi. Cái thứ ba đấy là giá này đã rẻ nhất chưa. Khách hàng vẫn hỏi mình là giá của em như này đã tốt nhất chưa, em đã cho anh cái mức chiết khấu tốt nhất chưa. Thế nhưng thực tế ở trong đầu họ vẫn nghĩ là ông nói thế nhưng mà tôi vẫn chưa tin là giá này là tốt nhất. Thế nên họ sẽ luôn hỏi là giá này đã tốt nhất chưa. Cái thứ tư, cái điều này quan trọng này, lời từ chối ngầm này quan trọng này. Đấy là tại sao tôi phải mua của bạn. Ok, anh thấy nhá là sản phẩm của em là tốt rồi, công nhận, em chứng minh là anh thấy là tốt rồi đấy. Rồi anh cũng thấy nó phù hợp với anh rồi đấy. Anh cũng thấy là giá như em báo là nó cũng hợp lý thôi, cũng giống như là ở các nơi khác ở trên thị trường. Đấy, nhưng mà tại sao anh lại phải mua của em? Anh có thể mua của người khác, biết đâu người khác người ta lại phục vụ tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, biết đâu người ta lại cho anh thêm những cái ưu đãi khác mà em không có. Thế tại sao anh lại phải mua của em? Thế đây là cái thứ tư nhá, là tại sao tôi phải mua của bạn. Cái thứ năm, cái này cũng quan trọng này, không hiểu cái này là không bán được hàng này. Đấy là tại sao tôi phải mua ngay bây giờ. Ok, sản phẩm của em tốt, anh đồng ý, anh cũng có nhu cầu, giá này thì rẻ rồi và anh cũng rất là quý em. Đấy, nhưng mà mấy nữa anh mới mua nhá, từ từ rồi anh mua, tuần sau anh mua. Thế đây, ví dụ như các bạn đi học Đức chẳng hạn, là các bạn biết là những cái khóa học này là rất tốt rồi, cũng đúng cái nhu cầu rồi, giá thì chắc là rẻ nhất thị trường rồi, cũng học Đức rồi, cũng thích cái cách giảng dạy của Đức rồi, nhưng mà chưa mua bây giờ. Thời gian tới mới mua. Các bạn suy nghĩ là bây giờ không học thì có một tuần nữa học, có khi một tháng nữa học, có khi năm sau học, cần học chắc thấy vẫn dạy thôi. Đấy thì cái câu thứ năm này là cái quan trọng, là tại sao phải mua ngay bây giờ. Cái này luôn là một cái bài toán rất là khó giải với đa phần các sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.